Suy nghĩ thế nào về trào lưu văn hóa thích cà khịa của giới trẻ hiện nay, như là thích đâm chọt, mỉa mai, khích bác hay nói bóng nói gió người khác, thiếu lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp hành xử đối đãi hàng ngày? Điều này có phải phạm giới nói dối hay không? Là người Phật tử cư sĩ nên có thái độ cư xử như thế nào đối với những người thích đi cà khịa? Vì con thấy số lượng theo văn hóa này khá nhiều và phổ biến lâu dài. Nếu không được chỉnh đốn thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ sau. Chúng sanh càng ngày nó càng dung tục hóa cái gì à? Hồi xưa ngay cả ở những cái xứ ở Mỹ, cái F-word, cái từ mà có chữ F đó, trong cái văn hóa của họ, ví dụ như phim ảnh thì họ cũng rất khi mà có phim nào mà nó dám dùng cái từ đó ra đấy. Và mãi sau này đó, có một vài bộ phim khi mà nó dùng cái từ đó đưa vào trong phim ảnh thì xã hội phương Tây đấy đưa ra những bài báo, nó là một cái sự chấn động, bởi vì người ta dám dùng những cái từ thô tục đó mà đem lên trên phim ảnh. Nhưng mà phim ảnh nó phản ánh một trong những cái trách nhiệm, một cái những cái đặc điểm của nghệ thuật đó là gì? Nó phản ánh thực tế đời sống. Bởi vì đời sống, trong đời sống người ta bắt đầu sử dụng cái từ đó thường xuyên mà gần như trở thành một cái từ đệm. Hồi xưa mà thử nói ở nhà đó mà dám nói cái từ mà nó DM, coi có phải là bị đánh chứ gãy răng. Nhưng bây giờ thì đầy đường. Ở xã hội phương Tây cũng y chang như vậy. Và cái chuyện đó cũng không có lâu. Rồi sau đó đến xã hội Việt Nam mình nó cũng tương tự như vậy. Hồi mà xưa ở nhà đấy, dám thử mà dám văn tục là coi như là ăn đòn không ai can. Đấy. Và hiện tại bây giờ trong nhà sư vẫn như vậy. Nhưng mà có nhiều nơi, có một số nơi mà sư thấy nó rất là kỳ lạ, đó là con nít đi bắt đầu nó tập nói đấy, người ta bắt đầu người ta dạy nó nói tục, và khi con nít nó buộc cái miệng ra nó nói tục cái từ là DM thì người lớn vỗ tay, và con nít nó nghĩ như vậy là hay. Rồi khi mà người ta nói chuyện với nhau, người ta bắt đầu người ta chèn những cái từ đó vào. Vốn dĩ bắt đầu cái từ đó nó chỉ xuất hiện ở những cái người mình tạm gọi là dân giang hồ, ví dụ như là những cái ví dụ như là những cái người, hoặc là những cái người lao động chân tay, ví dụ như là lơ xe chẳng hạn, những cái cánh lơ xe, hoặc là những người ở những cái bến bãi, thì do cái nền văn hóa của họ đấy, cái khả năng dân trí của họ nó tương đối thấp, cho nên họ dùng cái từ đó rất là nhiều. Nhưng mà dần ấy, dần trở nên phổ biến, đó là do loài người chúng ta nó càng ngày nó càng dung tục hóa, giống như câu trả lời lúc trước của sư, càng ngày chúng sanh càng đi xuống. Khi mà những giá trị vật chất nó đi lên thì những giá trị tinh thần nó đi xuống. Hồi xưa nó hồi xưa nó hơi kỳ, mà cái thời mà sư nhớ, cái thời năm 94 95 ấy, nó không có xưa mấy đâu, năm 94 95 thì sư nhớ là những cái giá trị để mà nói tới người Việt, người phụ nữ Việt là phải gì? Công, dung, ngôn, hạnh.
Còn khi mà nói đến người Việt mình á, là phải gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Quý vị biết năm cái áo của mình mà năm năm cái cúc áo á, thường nó có năm cúc là tượng trưng cho năm cái đó. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Cái nền văn hóa của Việt Nam mình. Rồi trai thời hiếu hạnh làm đầu, trai thời chữ hiếu làm đầu, gái thời đức hạnh là câu răng mình. Hồi trước sư sư đã tiếp xúc với một nền văn hóa Việt Nam như vậy, và sư nghĩ là những cái vị mà lớn tuổi hơn sư thôi thì cũng đã tiếp xúc với một nền văn hóa Việt Nam như vậy, nhưng mà dần dần những cái giá trị nó bị phai mòn do cái nền văn hóa vật chất nó đi lên và những cái giá trị tinh thần đi xuống. Bây giờ mà nói hồi xưa nha, cái hồi cả năm chín mấy mà nói lấy người Việt thì những cái gọi là cái sự chung thủy là cái chuyện là khỏi phải bàn. Người thế giới khi mà họ nhắc đến phụ nữ Việt mà họ lại nhắc thì cái chuyện chung thủy là chuyện không có, đương nhiên mặc định thôi, nhưng mà con gái Việt thời nay tôi không chắc. Con gái Việt mất công người ta cứ cắt nghĩa mà nó đưa lên. Nhưng mà sư nói so với người phụ nữ Việt của mình hồi xưa tới giờ á, người phụ nữ Việt mà sinh năm 2000 trở đi thì cái khả năng mà chung thủy của họ nó kém hơn rất là nhiều so với những người phụ nữ Việt trước đó. Đó là một cái sự đi xuống chung của cả một nền văn hóa chứ không phải riêng về một lĩnh vực nào, cho nên cái chuyện quý vị nói thích cà khịa thì cứ thấy không lạ, bởi vì nó nằm trong một cái chung của cả một nền văn hóa nó đang đi xuống. Khi mà người ta đẩy mạnh cái sự tiêu thụ vật chất, người ta khoe với nhau cái gì? Khoe xe đẹp, khoe xe sang, khoe da, khoe thịt, chứ họ không còn khoe những cái giá trị tinh thần như là trí, là dũng, họ không có khoe mấy cái đó. Rồi họ không khoe là tôi đã thương bao nhiêu con người, tôi đã có từ tâm với bao nhiêu con người, tôi đã giúp đỡ bao nhiêu con người. Mà họ khoe cái gì? Nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, khoe những sự hưởng thụ. Và một cái điều hiển nhiên khi mà những cái giới trẻ họ nhìn vào đó, thì họ cảm thấy là cái đời sống vật chất nó là cái đáng ngưỡng mộ, và những cái người chỉ cần họ giàu thôi thì họ nói cái gì nó cũng là chân lý. Còn khi anh nghèo thì anh nói cái gì nó cũng không có ý nghĩa. Cái vấn đề của xã hội mình là đã quá coi trọng vật chất và coi thường những cái giá trị tinh thần. Đó là cả một nền văn hóa. Cho nên là cái chuyện mà thích cà khịa như sư nói nó không có chuyện gì lạ chứ. Và chắc chắn nếu như chúng ta không có cái sự thay đổi mang tính chất gọi là cách mạng, về cái nói cách mạng công, ta nói mình làm chính trị nó mất công. Mà nếu chúng ta không có một sự thay đổi một cách triệt để, một cách thay đổi mang tính chất là cột mốc rất là lớn, thì chắc chắn sẽ càng lúc càng đi xuống nữa, chứ không có tốt hơn đâu. Còn quý vị hỏi mà cái về cái giới đó thì nó không thuộc về cái giới nói dối, mà nó thuộc về cái lời nói thô tục ác ngữ. Trong trong thập giới đó, thuộc về thân tam, khẩu tứ, ý tam, nó thuộc về khẩu khẩu nghiệp, nhưng mà nó thuộc về cái nó lời nói thô tục và ác ngữ, chứ nó không thuộc về cái giới nói dối đấy. Còn cái thái độ thì nên như thế nào? Nên có sự lựa chọn và nên có sự rèn luyện. Rèn luyện ngay từ trong gia đình, và lựa chọn
À, từng mỗi cá nhân. Có những cái tin tức chúng ta có thể lựa chọn không có coi. Có những video chúng ta có thể lựa chọn bỏ qua. Nếu quý vị có xài YouTube á, hãy mở trang YouTube quý vị để xem quý vị đã nghe cái gì. Nếu quý vị xem tin tức thì hãy mở trang tin tức để xem quý vị đã xem cái gì. Đã rất lâu rồi. Những tin tức của những cái người nghệ sĩ mà họ tạo scandal, họ nổi tiếng, sẽ không coi, tôi không theo dõi, thậm chí sự lướt qua, tôi không đề cập tới họ, coi như con người đó không bao giờ tồn tại. Bởi vì đó, khi mình quan tâm đến một cái người, ví dụ như một cái người nghệ sĩ nào đó mà họ tạo, cố tình họ tạo những thông tin tiêu cực để họ nổi tiếng, mình quan tâm bằng cách là mình ủng hộ, mình theo dõi, dù là mình theo dõi để chửi họ đi chăng nữa thì nó cũng là một cách để họ nổi tiếng, một cách để cái tên tuổi của họ nó được nghe nhiều. Còn khi mà mình chọn thái độ mình làm lơ đó thì tự nhiên là nó nói nó kỳ. Đó là một một thời gian tự nhiên là cái trang tin tức á, nó rộ lên cái trang gì, cái clip 8 phút nói thời kỳ, là tại vì ông sư nói cái chuyện đó. Mình sư chỉ làm một chuyện, thấy tiêu đề lướt qua bỏ, không theo dõi, không xem, ngay cả tin tức về nó cũng không có xem, huống chi là tìm. Mình chọn cái thái độ là mình bài xích nó. Bài xích không có nghĩa là mình nhắc tới nó để mà mình chửi nó, mình công kích nó, mà mình nhắc, mà là để mình không nhắc tới nó nữa, mình làm lơ coi như nó không tồn tại. Thì những con người mà họ lợi dụng những cái scandal hoặc tương tự như vậy để mà họ nổi tiếng ấy, thì nó không có tác dụng nữa. Hoặc là một cái người nghệ sĩ nào đó họ làm một cái câu chuyện nào đó mà mình không vừa lòng, không cần phải công kích, không cần phải chạy tới họ, chỉ đơn giản làm một chuyện thôi, không quan tâm, thì như vậy cái mục đích của họ không đạt được. Đấy. Thì tại sao sư nói mà quý vị tưởng sư nói lạc đề? Không, sư không nói lạc đề. Sư muốn nói cái gì? Những cái thông tin dung tục lướt qua bỏ, không theo dõi, không ủng hộ, không bài xích, không nhắc tới nó, thì chính vì cái cách mà mình bỏ như vậy đó thì tự nhiên là nó sẽ biến mất. Hoặc là những người, một số nghệ sĩ mà chuyên môn thích dung tục ấy, mình chọn một cái thái độ là mình không quan tâm tới họ nữa. Rồi những con người mà họ dung tục ấy, mình chọn thái độ là mình không quan tâm tới họ. Những cái đứa trẻ sở dĩ mà nó nói tục ấy, bởi vì nó gây sự chú ý. Còn khi mà người ta thấy là cái sự, nó thấy là khi nó nói tục thì không ai chú ý tới nó nữa thì tự nhiên nó chán. Tuy nhiên nó có những cái như thế này, có những cái mình nên chú ý. Ví dụ như khi một đứa trẻ đó nó nói những cái câu lễ phép, nên chú ý tới nó, nên khuyến khích nó, nên tạo điều kiện để nó nhận thấy rằng khi mà nó nói chuyện một cách lễ phép ấy thì nó được chú ý và nó được khuyến khích, nó được khen ngợi, thì nó sẽ thấy à, thì ra là cái cách nói chuyện như vậy nó sẽ tốt hơn. Rồi ở xã hội cũng vậy thôi, nên chú ý đến những cái điều tốt ở trong xã hội quý vị ạ. Một cái vấn đề đã lâu rồi, nhức nhối đã lâu trong xã hội rồi, đó là gì? Tin tức toàn là cướp, hiếp, giết. Người ta xem nó mới nhiều.
Chứ còn mấy tin tức từ thiện nè, người tốt việc tốt nè, ai coi? Những cái hài nhảm ở trên TV đó, cả triệu người coi, người ta chỉ cần người ta chọc cười một vài người nổi tiếng nào đó, người ta có thể ôm cả chục triệu đồng. Nhưng mà có những con người đó, họ đem cái kiến thức của họ cả chục năm cho cái ngành nghề của họ, họ nghiên cứu lên TV ai coi, và cái tiền, cho nói cái tiền mà nhà đài trả cho họ đó, nó cũng rất là bèo bọt. Thì chính cái chúng ta quan tâm nó quyết định cái xã hội này. Quý vị quan tâm đến cái gì? Nếu như chúng ta thích những cái tục tĩu, thích những cái chúng ta gọi là thích cặc hiệ đó, chúng ta nghe nó, chúng ta quan tâm tới nó, thì tự nhiên là người ta kiếm lợi từ những cái mỗi một cá nhân như mình, thì tự nhiên là họ sẽ đẩy mạnh cái chuyện đó. Còn khi mà mình chọn cách từ chối, không thích cà khịa, thậm chí không thích hài nhảm, không thích những bộ phim nhảm, thì tự nhiên là người ta phải có thái độ nghiêm túc đối với nghệ thuật. Và cái nghệ thuật là cái nó ảnh hưởng tới giới trẻ rất là nhiều. Rồi khi chúng ta nói chuyện cũng vậy. Cho nên nó là một sự lựa chọn. Nói nó hơi ngoài thì tại sao á, mà bây giờ khi nhắc tới kịch là người ta nhớ tới hài, còn những cái chính kịch không ai làm hết trơn, tại vì chính kịch coi không có, ta không có khán giả, mà hài coi nó mới có khán giả, thành ra hài nhảm nhiều. Rồi mà ông sư ấy, một vị tu sĩ, một ông thầy nói chuyện một cách nghiêm túc, quý vị mở ra coi, coi bây giờ sư đang nói chuyện một cách nghiêm túc này bao nhiêu con người coi. Hiện tại bây giờ đang là 42 con người coi. Nhưng mà nếu như mà một người, một ông sư, một ông thầy á, mà mở livestream mà nói nhảm ấy, đối với sư đó là nói nhảm, chửi người này chửi người kia, dùng những cái ngôn từ tục tĩu, hoặc thậm chí là cầm micro mà ca hát, quý vị coi có bao nhiêu con người coi? Cho nên cái sự lựa chọn chúng ta đó là gì? Phớt lờ nó, đừng quan tâm tới nó. Còn khi mà chúng ta còn quan tâm, còn thích thú, còn theo dõi, thì tự nhiên họ còn hưởng lợi đến những cái chuyện đó, thì những cái thứ đó nó sẽ càng lúc nó càng leo thang, và những cái con người nghiêm túc nó sẽ càng lúc nó càng lỗi thời.